Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất và đẹp nhất bên em cung cấp đến tất cả anh em. Hôm nay em spa qua xong được một đôi súp BRE, để anh em nào cần thì lấy này. Đấy, súp BRE màng carbon cực đẹp, từ 280 côn 152. Đấy, đã được sơn si sạch sẽ rồi nhá. Và trong cái đó có cả súp Lavoi nữa này. Lavoi C. Đấy, hàng của Lavoi C nhá. Công suất của nó là 3000W này. Anh em nhìn nha, 3000W ở 8 ôm. Công suất của quả bát ấy. Đây là bát neo, hàng của Italy. Đấy, cực đẹp luôn. Nhá, thùng chiếc này. Thùng vát, thùng dạng thùng vát. Cái loại thằng thùng vát này nó là dạng mặt nai hầm, nên nó ra cho các bác tiếng bát của nó ra cực êm. Nếu anh em nào mà thích các cái dòng mà tiếng bát nó êm, nó nhẹ nhàng và nó sâu lắng thì anh em có thể tham khảo dòng Lavoi này nhá. Lavoi C, bát 50. Bát 50, côn của nó là côn 115 hay sao ấy? Côn 115. Cái màng của nó này tuyệt vời luôn, hàng bao đẹp luôn. Cái dòng la thùng của Lavoi này thì em chưa spa. Chưa spa lại. Nhưng mà các bác nhìn này, lau qua đi một chút thôi, nó đã như mới rồi. Như mới rồi, cái thùng này thì em chưa sơn lại. Còn cái đây là hai thùng của BRE thì em đã sơn lại rồi. Màng carbon từ 280 côn 150. Sản xuất năm 2017 đây này. Đời tháng 9 năm 2017 này. Đấy, có in trên màng carbon. Cái dòng này thì cho các bác đánh tiếng súp của nó ra cực kỳ là uy lực, mạnh mẽ. Và nói chung là anh em nào mà đi làm sự kiện thì chỉ cần làm 4 quả này thôi, đảm bảo cho các bác là tôn tiếc nào nó bay hết đi cho các bác rồi. Tôn tiếc bay hết luôn cho các bác rồi. Đấy, còn đây là hoàn sản phẩm hoàn thiện của nó này. Màng carbon nhá. Tên của nó là BRE này. Lưới này, màng carbon xịn sò luôn này. Cái côn của nó, các bác nhìn cái buffer nó rất to luôn. Tuyệt vời, tuyệt đẹp luôn. Đây là sản phẩm dòng sản phẩm cao cấp, nhưng mà cho các bác cái giá bình dân thôi. Mã của nó là EX118 này. Công suất tối đa của nó là max 1500W ở 8 ohm này. Còn công suất bình thường của nó là 1000W này. Tên của nó là BRE. Thì con này thì anh em cần một con đẩy thì khoảng loanh quanh nó khoảng 1300 đến 1500W một kênh là đánh nổi nó nhé. Đánh nổi nó, đánh thoải mái luôn, chứ không phải là đánh vớ vẩn đâu. Đấy, súp BRE được sơn si lại, spa lại trông như mới này. Còn cái kia là chưa sơn này. Đấy, anh em nhìn nó khác nhau không? Khác nhau rất nhiều nhá. Tất cả các sản phẩm em gửi đi cho tất cả anh em đều em sẽ sơn lại. Và anh em nào thích mua sơn ấy thì bọn em có cả sơn luôn, bán luôn cả sơn cho anh em nhá. Đây là dòng sơn chuyên dụng để dành cho loa, mà nó là nhập khẩu từ bên Trung Quốc về. Nhập khẩu chính hãng từ nhà máy về Trung Quốc nhá, chứ không phải là nhập khẩu không phải là bọn em mua tại Việt Nam đâu. Đây là sơn dành riêng cho loa đây này. Các bác nhìn kìa. Sơn dành riêng cho loa, chứ không phải là sơn mà để nó tạo ra các độ sần này. Đây là dòng sơn sần. Sơn sành dành riêng cho loa nhá, chứ không phải là các cái sơn bình thường bọn em mua đâu. Em mua sơn xịn dành cho loa đấy, dành cho chính hãng của loa đấy. Bát BRE, đồng giá em bán cho anh em là cả súp BRE và súp Lavoi. Anh em nào thích dòng nào thì lấy, đều là 8.500.000 một quả. Giá đó em bao ship cho anh em. Anh em nào đến tận nhà thì bớt cho các bác là 500.000 một quả. Anh em cứ đến tận nhà không bê, bớt cho các bác 500.000. Vì cái dòng súp này thì bán cho anh em cũng khá là lặng, để ship đi cũng khá là lặng, lên anh em thông cảm nhá. Anh em mà cả thì em cũng không bán được đâu. Đấy, nếu mà anh em mà cả thì em chỉ chỗ cho có nơi người ta bán cho các bác lên đến 11, 12 triệu ấy. Thì người ta luôn báo cho các bác là hàng giả, hàng nhái rất nhiều. Thì nói thật sự với anh em là hàng giả, hàng nhái thì đây, các bác có thể tham khảo trực tiếp lên tận nơi các bác xem hàng người ta là hàng giả hay là hàng của ai hàng giả. Màng của nó là màng carbon nhé. Màng carbon sản xuất năm 2017. Màng carbon đẹp luôn này. Đấy, các anh em nhìn này. Đấy chưa? Rất nhiều kênh người ta cứ bảo là hàng giả, hàng nhái rồi được làm giả, làm nhái để người ta đẩy cái giá lên không? Vì người ta bán cho anh em là hàng xịn, hàng chính hãng thì nó giá đó. Còn người ta rất nhiều chỗ người ta bán hàng giả, hàng nhái thì nó chỉ có giá rẻ thôi. Nhưng mà em cam kết cho anh em là sản phẩm là chính hãng nhá. Bao zin, bao xịn cho anh em. Về anh em test tiếc thoải mái, tha hồ anh em chơi. Ok chưa? Đấy. Ok nhá. Đây là màng carbon súp của Lavoi này. Xịn xò luôn này, 2, 4, 5 sóng này. Nhẹ 5 sóng.
bao zin nhá, bao zin cho anh em, hàng của La Voici. Dòng này đánh tiếng thì cực kỳ êm và mềm, mềm mại, tiếng rất hay luôn. Anh em nào cần sản phẩm nào thì cứ nhắn tin qua số điện thoại 0398192198 nhá. À, về, nếu mà anh em nào mà chơi mua súp La Voi còn kỷ niệm cho anh em 4 cái bánh nữa cơ. Đấy, 4 cái bánh để anh em di chuyển luôn. Đấy, anh em riêng anh em mua súp La Voi thì sẽ được kỷ niệm nhá. Còn anh em mua súp của BRE thì sẽ không có đâu. Không có đâu nhá. Ok chưa? Xin chào các bác nhá.